Ok, vậy là xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Havoc Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với Pirit Era ha. Thì hôm nay mình sẽ nhờ một bạn trong game Pirit Era, thì mình sẽ nhờ bạn đó cho một trái ác quỷ ha. Thì hôm nay giọng mình hơi khàn khàn, các bạn thông cảm ha. Thì bạn đó sẽ cho mình trái ác quỷ chớp và trái ác quỷ bơm trong video lần này. Mình sẽ review ha. Thì mong có gì sai sót thì bạn để lại bình luận bên dưới để mình có thể sửa trong tương lai ha. Ok, bắt đầu vào video thôi. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Lên tòa nhà đi. Ok. Đây, lên gặp bạn đó ha. Bạn nói cho chắc quỷ ha. Ủa, phải đi tìm nữa. Chán thời thì. Nào rồi. Để có đứa chạy theo kìa. Đi chỗ khác chơi đi bạn ơi. Trời đất ơi. Nào rồi kìa. Ôi mà đừng giật mình nữa, khổ lắm à. Ôi xuống đây. Hello. Đây rồi. Dũng chát quỷ vậy. Tốc độ thôi. Ai thì cảm ơn bạn Hào cô gì đó. Ừ. Không biết tên nào, không biết đọc tiếng Anh nào, đặt cái tên mắc két à. Ok, mình sẽ cạp vô em. Thôi thì Remote Food thì xóa chát quỷ phải cần đi tới đâu đó mọi người, không biết nữa. Thì bạn này cũng đã xóa chắc quỷ gì mình rồi, thì video lần sau có gì mình sẽ bày sau ha. Giờ mình cạp tiếp cái này vô trước tiếng sau. Cạp này mắc cái đầu nè. Phải chứ, cạp xong mắc cái đầu chán đời gì. Sao đông thế, mọi người đông vui dữ ta. Ai mình sẽ review cháy chớp chớp chiều thứ nhất em. Có ai đi theo không? Ok, không có hàng cài rồi. Ai chiều Z nè em. Ờ, vẫn như mọi từ game thôi, chịu chết chỉ là quăng cái tay à. Ủa gì kìa, không có đam ta. Một đam. Bỏ mẹ rồi, tay thôi, bỏ đi. Này, chịu chết đầu tiên ha, là các bạn sẽ đấm một cái tay ra và đi. Nó sẽ không giữ được các bạn à. Bấm Z một cái là nó sẽ đi luôn. Đó, như vậy đó. Hai bạn kia test cho mình nữa ha, chịu chết. Vãi cái gì đây. Ui bay được nè mọi người, cho chết bay được nha anh em. Ai nhờ mấy bạn nhờ mình chết chớp à, bay được đấy. Ủa, quỷ nào đập cái chân mình đi. Ây da trời đất ơi, cái nụi này chịu chết thú vị nha. Tao để mình dùng gì lại rồi á, chịu là hay cực kỳ đúng mọi người. Sáng tạo. Đây, chịu ít ha. Bạn sẽ bỏ cái phần dưới của mình. Cái phần chân của mình để đây ha. Và các bạn bay thoải mái ha. Ừ, thằng kia đập hộ. Thì mình chưa đủ level, các bạn đó không đánh được. Quỷ kia nó đang bay. À. Bay giới hạn các bạn ạ. Giới hạn. Bạn không thể bay xa được ha. À, game cho giới hạn mọi người à. À được. Game sáng tạo kinh nhờ. Đây các bạn, khi các bạn thả ít da, các bạn bay bình biển luôn nha, bay thoải mái luôn. Sau khi thả ít da hoặc là bị ai đó đánh á, thì bạn sẽ bị lập tức quay về như thế này đó. Đó là chiêu ít của trái chớp chớp ha. Từ sáng tạo cực kỳ luôn, nhìn được thật sự. Có gì vào ủng hộ game này em ơi. Hay. Đây chiêu C em. Nhìn được nhờ. À, làm lại. Quỷ này, chỗ này coi. Đây. Có gì không tôn trọng em, nó là bạn mình đó mọi người, các bạn có thoải mái đi. À, chiêu này có khống chế nha mọi người, khống chế nha. Ủa gì vậy? Ôi, bị lỗi chết. Ờ kìa. Sao tao bay rồi đây? Như mình bị lag rồi, để mình reset cái đó. Ôi rồi. Rồi em. Rồi để mình làm lại chiêu xe coi. Rồi vô mấy bạn này làm coi. Khổ quá mà. Nhờ. Mặc dù mình chưa đủ level nhưng mà mình vẫn đánh được các bạn. Mình như là một cái lỗi hay sao mọi người. Ui ơi. Mong ai giờ mình phích lại nha, không có tăng thủ nó loạn sao mà ngầu hết. Khổ quá. Đây chiêu thứ tư ha, coi thử có chiêu thứ tư không.
Vậy là chiêu chớp chỉ có ba chiêu thôi mọi người à, ba chiêu là chiêu S, C thôi, là chiêu X là chiêu bay, nhưng mà bay có giới hạn nha. Bạn thấy cái gì ở dưới không? Bữa đi chứ. Tắt kìa, tắt kìa. Yeah. Đó, hợp thể, có anh em xin hợp thể đang quay nha mọi người. Đó, mình đã review xong chiêu chiêu thức của trái chớp chớp trong tựa game Pigeon Era, Pirate Era. Đúng rồi, lần này đọc đúng mọi người ạ. À. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ok. Thì đã nói trái tiếp theo rồi, trái bơm. Bơm, 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 bơm. Bơm đâu rồi? Dục ra coi, review coi. Nhanh thôi, tốc độ thôi, chém giờ. Ồ, đông gì sao cho bơm trời. Đây sao một hồi mình đã bay chợ. Ui. Ý, lụm. Mẻ mắt trái bơm rồi. Đây, đây là trái bơm ăn. Ơi, nhìn đẹp thôi nha. Trái bơm thì bạn có thể thấy hình dạng của nó nè. Nó sẽ có cái đường sáng ngoài giống như trái magu các bạn à. Nếu các bạn nhìn xa thì các bạn có thể thấy nó là như một trái magu vậy. Khổ lắm. Thôi cặp, cặp tiếp thôi. Mắc cái đầu lần nữa. Cái gì đây? Phải thì chưa. Quái cái gì mà thông báo à? Thì hiện cái gì đó trời. Thôi mình tắt ha. Ok. Thì review cái tiếp theo thôi, đi chỗ khác thôi mọi người, cho mình review đi. Khổ quá. Đây, chị Z ha, chị Z có trái bơm. Đây. Gì vậy? À, băng bơm, băng bơm, băng bơm. Đây, 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 đây. Để tắt chat à, băng bơm này. Các bạn có thể chữ Z này, băng bơm này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình như là băng 6 trái bơm về phía trước thì phải. Thì đúng là trái vô dụng mà không làm được cái gì hết trơn. Trái phế với game thì chắc chứ đâu nữa. Phế hơn trái Barry đúng mọi người. Đây, chữ Z nè. Đứng nghiêm coi cho mình test đâu mọi người. Rồi, mình chưa đâu rồi. Đây, 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 đây. Đây, à, chữ Z này. Sao nó phế dữ vậy trời. Phế thế. Tới đó chữ thứ hai luôn á. Đây chữ thứ hai. Cái gì vậy? Nhảy hả? Hoặc bao phía dưới nè. Là đây con mình coi lại đó. Mình chưa có kịp nhìn rõ. Rồi bị gì nữa rồi. À làm lại 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 lại. Bụp. Để một quả bom ở dưới và phát nổ và các bạn sẽ được nhảy lên một bước nè, dán cái nè, xong cái này nó hợp lý, hợp lý quá trời luôn. Mình thấy cái này vô dụng quả trưởng. Trái vô dụng này có được làm gì đâu. Tao chi có chi xe rồi. Cái gì vậy? Quái thì chứ tao đừng làm lại cái chiêu này nhìn như lạ lạ lắm mọi người. Má ơi hết cả hồn. À thì cái chiêu C này các bạn có thể là tạo một quả bom trên bàn tay đó. Quả bom xíu xíu mà nó nổ bụp hết cả hồn. Yêu cầu ai giờ mình là yêu cầu anh ai giờ mình là nên xóa cái tiếng ồn mà đập 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 đây đây nha. Thấy ghét rồi đó, đau đầu lắm à. À để mình test cho. Giữ em mọi người giữ được một lúc thôi. Các bạn giữ được một lúc các bạn sẽ bị nổ bùm và các bạn sẽ bị đứng đơ. Ủa cái trái vô dụng này chỉ có thế thôi mọi người. Chị quê có không? Có 3 chiêu. Dẹp 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 quay nữa. Bỏ đi trái vô dụng này. Trái chớp mình thấy trái chớp cũng ngon với bơm mọi người. Bỏ với bơm này đi. Trái bơm này vô dụng lắm mọi người. Không là năng. Ngồi hình gì nó đẹp thiệt nhưng mà vô dụng quá. Rồi bỏ đi ha. Thì ok video cũng dài rồi. Nếu các bạn thích video mà like, share, subscribe cũng như đăng ký channel của mình ha. Và giúp mình lên 10 cái sub sớm nhất có thể ha. Bye bye mọi người. Cái lồi đầu ra review tiếp này coi.